Vâng, còn bây giờ chúng ta cùng đi qua bên phà để tìm kiếm cây cầu mang tên cố nghệ sĩ Vũ Linh nhé. Từ hồi trưa tới giờ đó thì có một cái anh mới vừa nãy đã nói là biết được cây cầu của cầu Nam Vũ Linh, nhưng mà anh đó nói là không có nhìn kỹ cái tấm bảng, biết cái cầu đó có ở đó thôi, cũng không chắc ăn cho lắm nha cô chú anh chị và các bạn. Và nếu cô chú anh chị và các bạn cảm thấy kênh hay có ý nghĩa thì cô chú anh chị có thể đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Vâng, bây giờ cái nhóm của mình đang ở trên phà Hưng Phong, trên phà Hưng Phong để qua bên huyện xã Hưng Phong để tìm cái cầu Vũ Linh nhé. Cầu Vũ cầu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thì bề dài thì 10 mét, bề ngang thì 2 mét, có lan can luôn các cô chú anh chị và các bạn. Vâng, mình đang trên phà Hưng Phong nhé. Phà này sẽ 9:30 sẽ ngưng hoạt động. Hy vọng sẽ kiếm được cây cầu đó quay và trở về 9 giờ. 9 giờ sẽ trở về, tại vì từ cái cầu mang tên Vũ Linh đó trở về phà Hưng Phong cũng hơi xa. Vâng, Ngọc Nhi ơi, bây giờ Ngọc Nhi sẽ trình bày cái cảm xúc của mình ngay bây giờ như thế nào à? Cảm xúc là lo lắng. Đậu xe Lo đây. lắng. Như chỉ gì Đậu xe đây. Rồi. Rồi xuống đây, xuống đây. Vâng, bây giờ nhóm của mình ốc Tiêu Ngọc Nhi sẽ đi theo chú trưởng ốc này để đi lại cây cầu của cầu Nam Vũ Linh nhé cô chú anh chị và các bạn. Cầu của cầu Nam Vũ Linh thì ở trong vùng sâu vùng xa của tỉnh Bến Tre, cho nên bây giờ mình phải đi bộ vô cây cầu đó. Dạ. 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 Ở đây vô trọng phải một cây số hả chú? Chắc nó vòng vòng chắc cũng 7-8% mà chống cái cây. Dạ. Riêng thủ tại vì giờ lậu thì mới làm mình phải đi bộ. Chứ nếu Dạ. mà lậu không làm đi xe nhanh lắm. Dạ. Tại vì mấy con đi xe hơi từ ở Bình Dương mà đi qua tới đây á cô. Chú. Bây giờ mình Dạ. tranh thủ mình đi nhanh đi ha. Dạ. Nói chung là có bà con gì gì thì chú lên không hay là mà hâm mộ đi quay. Hâm mộ đi quay thôi à. Dạ hả? Dạ. Dạ Tối dạ. tối rồi không thấy đường quay. Dạ. Vâng, bây giờ mình cùng với chú đi vô cây cầu mang tên là cầu Nam Vũ Linh nhé. Cầu mang tên là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hả? Đi trong này hả? Dạ.
Dạ, cầu nghề xây dựng ô tô dù lên thì khởi công từ ngày mấy chú? chú không nhớ nữa chứ, có hôm rồi bữa Khánh Thành có gia đình xuống ông lắm, Dạ. có hình như con gì Phụng với gì của người ta, Hồng Nhung, Hồng Phượng. Phụng không hưởng gì đó. Dạ Phượng. Dạ. Với cách này cũng khoảng tầm mấy 2 tháng gì đó. À, là Khánh Thành à, nay được bao nhiêu lâu rồi chú? Thì chú khởi khoảng tháng mấy 2 tháng gì đó. Dạ. Là khởi công trong vòng 1 tháng phải không chú? Giờ khởi công đến hoàn thành không tới 1 tháng, khoảng 20 ngày à. Dạ. Vâng, bây giờ trời cũng nhá nhem tối rồi cô chú anh chị và các bạn. Ở Bình Dương rồi hả? Dạ. À, con thì ở Củ Chi. À, cái đường này mình khởi công được lâu chưa chú? Khởi công hôm tháng tháng 6, Dạ. nhưng mà chương trình tuyến bao này đến 2025 mới hoàn chỉnh. Dạ. Này mới bơm cát à, Dạ. bơm cát giai đoạn 2 rồi bơm lên, bơm đợt 3 lên dây cao nữa rồi mới bê tông lên. Dạ. À, cho con hỏi chút là cái cầu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh á là chiều dài là bao nhiêu chú? Chiều dài 8 mét, À, bề ngang bao nhiêu chú? bề ngang 2 mét. À, dạ. Ủa cái này đang làm đường hay sao chú? Rồi này đang làm đường không? À, rồi đang làm đường hay làm đường sạch sẽ được ngon à? Tại vì ở quê chú đây nước lên dữ lắm. Dạ. Cái này chương trình này của Trung ương chống lũ ngăn mặn Dạ. kết hợp với đường giao thông cuốn này để cho cái cầu này á. Dạ. Hai cái địa chỉ này có đôi khi mình hỏi mới ấm tên không lành đâu. Dạ. Thì là cầu xây xong rồi hả chú? Xong rồi. Dạ. Hai cũng tầm khoảng mấy 2 tháng thì chứ không rõ. Đã xong tháng mấy 2 tháng rồi nha. Rồi cho đi xong rồi có thông báo là trên bên cái phía người tạ đó Dạ. xuống dự để Vậy cô có cho chú có biết nghệ sĩ Tú Diệu Linh không? Biết chứ. Dạ, chú có Dạ. hâm mộ nghệ sĩ Tú Diệu Linh không? À, không biết là biết trên trong TV với nghe. Dạ. Dạ. Chưa có gặp lần nào hồi đó cũng quái Tú Linh cay quá mà. Dạ. Chú có hộ bài hát nào của Vẫn có Dạ. mấy đứa cháu này vô Dạ, cầu Vũ Linh. tụi con lên đi thăm xem cây cầu Vũ Linh. Dạ. 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 À, còn xa không chú? Dạ. Không có dẫn mấy người đi vô cây cầu Vũ Linh. Dạ, cầu Vũ Linh tổng á hả? Dạ. Người dân ở đây rất là hiền hết chú. Dạ. Mệt không chú? Được, cái sợ tụi con cái đi không quen. Dạ. Chú đây chú quen mà. Dạ. Vâng, chú đây là trưởng ấp các bạn, cho nên mọi việc ở trung ấp thì chú đều biết hết nhé. Trường tiểu học. Trường tiểu học. Nói chung là người dân ở đây thì rất là hiền, rất là hòa đồng cô chú anh chị và các bạn. Hai bên giờ còn dừa nhé các bạn. Bến Tre thì nổi tiếng là dừa. Một cái nhỏ xíu luôn. Cái gì cô?
Dạ chào cô nhiều nha. Chúc cô có một ngày hãy nhìn niềm vui bên gia đình và thân của mình nha. Dạ. Phân con đường để dẫn vô cái con đường cái cầu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh á thì nó hơi nhỏ nha cô chú anh chị và các bạn. Dạ. Trời cũng nhá nghe em tối rồi nha cô chú anh chị và các bạn. Dạ. Dạ. À, đường vô cái cầu cụ cầu Nam Vũ Linh thì bé bé xinh xinh nhé. Xe này là một xe đi ra thôi. Một xe ra thôi, rồi một xe ra là một xe đợi. Dạ, hai xe thì bị cản trở. Nếu cô chú anh chị và các bạn cảm thấy kênh hay có ý nghĩa thì cô chú anh chị có thể đăng ký và cho kênh một like nhé. Thì kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Không có đèn đường nữa. Dạ. Trời ở chúng ta rất là tối nhé. Dạ. Dạ được chú. Dạ. Dạ. Con đường vô đường quanh co chắc chợ nhé. Cũng như là cái lối vào đây cũng phải một cây số hơn của chú anh chị và các bạn. Tính từ ngoài đó vô đây khoảng để giờ nhiêu hư ác đi. À, nhắm chẳng phải cây số á, chưa tới cây. Ở đây còn nhiều dừa nước nha cô chú anh chị và các bạn. Lâu lâu mới có một căn nhà thôi cô chú anh chị và các bạn. Cái này giống như là cụ chi xưa vậy. Ờ đúng rồi. Bắt nữa, bắt nữa. Chạm, chạm như nào. Không, không được. Đó, đó. Đó, ờ. Đó. Chạy đi. Để tôi bắt thành lát ra. Vâng, các anh em ở đây phải bắt đèn led lên mới được cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ có xe ông Đa cũng không dám vô nữa. Dạ. 5 phút nữa tới hay chứ. Dạ. Vâng, người Việt Nam mình có câu lá lành đùm lá rách. Cho nên mà cho nên cô không bên đó luôn. Cho nên cô chú anh chị cho nên cô chú anh chị
Nếu muốn làm từ thiện cái gì á thì nên xuống dưới mảnh đất Bến Tre này nhé. Tại vì người dân thì nói chung còn nghèo khổ lắm thưa cô chú anh chị và các bạn. Các bạn cũng thấy con đường đi rất là khó nhé. À, 9:30 là pha hết chạy cô chú anh chị và các bạn, cho nên cố gắng quay để đưa thông tin đến cho quý vị và các bạn về cái cầu của cô Nam Vũ Linh nhé. Ngày mai chắc ốc tiêu sẽ đi xuống dưới ngày mai thứ mấy Ngọc Nhi á? À, ngày mai thứ bảy mình sẽ đi xuống với chị Hồng Loan. À, có một chút chuyện ở dưới bí mật không hề bật mí, bí mật rồi chủ nhật bà sẽ biết. Chủ nhật đi, đã nói bí mật mà. Dạ, tới cầu cầu nha cậu ơi, con đã tới rồi đây. Đã tới rồi. Sau 15 phút thì đã tới được chiếc cầu mang tên Vũ Linh nha quý cô chú. Đây, quý cô chú có thể nhìn thấy rõ ràng ha. Cầu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, tổ 12, ấp 3, Hưng Phong, Dòng Trơm, Chợ Bến Bến Tre, Tre. do hai con Thành Phụng, Phú Cường, Bình Dương tài trợ. Hưng Phong tháng 4 năm 2023. Đây, đúng chính xác nha. Đúng cây cầu. Dạ, đúng chính xác. Nha quý cô chú có thể đọc kỹ ha. À, thì như phần cái sẽ đây phần cây cầu một chiếc của cầu nghệ à, sĩ băng ở yếu bên tố kia vô là lên nhà là hay sao chú? Nhà nhà À, nhà dạ của một người dân hả chú? ở nhà của hộ dân đóng nhiều À, lắm. tức là cậu năm nay là giúp cho một cái nhà hộ nhà Đúng người rồi, dân. đúng rồi. À, dạ à, đây là một căn nhà của em đang cái chỗ đây nè, một người dân ha. À, dạ vô đây 7-8 hộ rồi. Dạ, à, con chị. dạ chú à, đây là 7-8 hộ hả chú? chúng ta cùng lên nha cây cầu để tham Đây quan. đây là chiếc cầu mang tên nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, thì bên trên Chúng ta cùng qua bên góc bên đây để xem cây cầu cầu cụ cậu Nam Vũ Linh làm để gửi tặng cho người dân ở đây nhé. Ở trong đây là có 9 hộ dân các bạn. À, rất tiếc là Ngọc Nhi đi buổi tối không có ban ngày à, để cho quý cô chú nhìn kỹ. Nếu mà giá như được ban ngày thì quá tốt luôn ha. Ban ngày quá tốt luôn, tại vì hôm nay đi là trễ quá. À, hôm rồi Khánh Thành cấp cờ được rất là đẹp. Dạ. Mấy người ở ảnh xuống thì cũng chụp ghi hình đây nhiều lắm. Dạ. Đó thì chiếc cầu đi ngang là 8 mét hả chú? Dài 8 mét. Dạ. Bề dài 8 mét, bề ngang 2 mét. Dạ. Vâng, các bạn cũng nhìn thấy cái tấm bảng đại cầu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Dạ, em không có quay chị. Cầu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nhé. 2 mét à. Dạ chú, ở trong đây còn hộ dân nào nữa không chú? Dạ.
con cây cầu mới xây dựng xong là dạ. Tháng mấy à? Dạ. Cầu này bự, bự. Dạ. À, cây cầu này có bề dài là 8 mét, bề ngang là 2 mét nhé. Có lan can cầu luôn cô chú anh chị và các bạn. À, đứng trên cây cầu mang tên nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thì ốc Tiêu cảm thấy như là hãnh diện giùm cậu Nam Vũ Linh các bạn. Rất là mừng nhé. Vâng, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài nhé. Mong cô chú anh chị và các bạn hãy đồng hành cùng Blog Ốc Tiêu nhé. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong ngày gần đây. Rất tiếc là giờ này tối rồi.